Konnichiwa, xin kính chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một chiếc bánh kem trà sữa trân châu vô cùng thơm ngon, hấp dẫn. Đối với những ai yêu thích trà sữa trân châu thì không thể bỏ qua món bánh kem này. Cách làm cũng rất là đơn giản, không mất nhiều thời gian. Mời mọi người vào xem và cùng làm nhé. Để làm bánh kem hôm nay, trước tiên mình sẽ đi nấu trà sữa. Ở đây mình có 15 gram trà và 250ml sữa tươi. Cho hết sữa tươi và trà vào nồi. Trộn đều nấu với lửa nhỏ cho sữa sôi lên. Sữa sôi như vậy là được rồi. Tắt bếp, đậy nắp lại để ủ khoảng 15 đến 20 phút. Sau khi ủ được 20 phút rồi, mình sẽ chắc lấy 170ml trà sữa. Rồi mình chia ra hai chén nhỏ, một chén là 50ml và một chén là 120ml. Mình sẽ lấy thêm một ít trà mài cho nhuyễn ra. Bây giờ mình sẽ làm phần bánh bông lan trà sữa. Mình có 3 quả trứng size M, khoảng 56-57g, 60g đường, nếu thích ăn ngọt cũng có thể thêm một ít nha. 70g bột mì. Mình sử dụng loại bột mì này, hạt Kuriki Komugiko, là bột mì để làm bánh. Nửa muỗng cà phê trà hồi nãy mình vừa xay nhuyễn ra. 50ml trà sữa. Và cuối cùng là 20ml dầu ăn. Trước tiên mình sẽ cho trứng vào thau. Rồi dùng muỗng tách lòng đỏ và lòng trắng ra. Nhớ tách cẩn thận để lòng đỏ không được dính vào lòng trắng nha mọi người. Cho hết phần trà sữa và dầu ăn vào lòng đỏ trứng. Dùng cây phới đánh cho lòng đỏ hòa tan ra. Bột mình sẽ cho qua rây để nó không có bị vón cục. Tiếp tục dùng cây phới trộn đều lên cho bột hòa tan ra. Bột đã hòa tan mịn như thế này là được rồi. Tiếp theo mình sẽ đánh lòng trắng trứng, cho vào đây một tí xíu muối, một muỗng cà phê nước cốt chanh. Rồi dùng máy đánh cho lòng trắng trứng bông lên. Lòng trắng trứng đã bông trắng lên như thế này rồi, mình sẽ ngưng lại và chia đường ra làm 3 lần cho vào nha. Cho vào một ít đường rồi đánh cho đường tan ra. Ban đầu mình sẽ đánh ở tốc độ thấp khoảng mức số 3, máy của mình có 5 số, mình sẽ đánh ở mức số 3. Khi thấy đường đã tan ra hết rồi mình tiếp tục cho đường vào. Đánh cho đường tan hết rồi mình tăng tốc độ lên ở mức số 5 nha. Tăng tốc độ lên ở mức số 5 rồi đánh cho đến khi nào mà mình được có cái chóp cong như thế này. Đó, nó có cái chóp như vậy nè. Khi mình bưng thao lên úp xuống như thế này mà nó vẫn không chảy ra, như vậy là đạt rồi ha. Múc một ít lòng trắng cho vào hỗn hợp lòng đỏ rồi trộn đều lên. Lúc này thì mọi người có thể trộn thoải mái, trộn lòng trắng và lòng đỏ vào như thế này để cho lòng đỏ của mình nó mềm ra.
Cho vào đây nửa muỗng cà phê bột trà, trộn đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Rồi mình cho hết hỗn hợp lòng đỏ và hỗn hợp lòng trắng. Tiếp tục dùng cây với trộn đều lên nhẹ nhàng, hất từ dưới hất lên như thế này. Và nhớ là xoay theo chiều, theo một chiều thôi nha. Cuối cùng mình sẽ dùng cây phới để trộn ở dưới đáy lên cho nó đều. Như vậy là được rồi nè. Hôm nay mình sử dụng khuôn 18cm, lót một miếng giấy nến ở dưới đáy. Rồi cho hết bột vào khuôn. Bưng khuôn lên thả xuống vài cái để cho bọt không khí nó vỡ ra. Khi nướng mình sẽ nướng cách thủy. Mình lót một cái khăn ở dưới khuôn như thế này, rồi cho nước sôi vào đây. Đây là cách nướng dành cho lò không ổn định nhiệt. Trước khi nướng mọi người nhớ bật lò lên trước 10 phút cho lò nóng rồi mới cho vào nướng nha. Mình sẽ nướng với chế độ hẹn nhiệt 2 tầng 120 độ 60 phút. Trong khi chờ nướng bánh mình sẽ làm phần kem trà sữa. Mình có một cái lòng đỏ trứng gà, một muỗng canh bột bắp. Đây là bịch bột bắp của mình sử dụng nè, con Sachi là bột bắp nha. 120ml trà sữa, 40g đường vàng, nếu như mà có đường đen thì mọi người làm đường đen nha. Rồi mình cho hết nguyên liệu vào nồi. Quậy đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Nhớ là hỗn hợp phải hòa tan ra hết rồi mới bắt lên bếp nha. Mình bắt lên bếp nấu với lửa nhỏ, khuấy đều liên tục như thế này cho đến khi hỗn hợp của mình đặc sệt lại. Nó đặc như thế này là được rồi nè. Tắt bếp nhắc xuống nha. Cho hỗn hợp vào một cái chén. Tẩy đáp bừa lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 1 tiếng. Quay lại phần bánh bông lan, mình đã nướng được 1 tiếng rồi. Mình nướng tiếp lần 2 với chế độ hẹn nhiệt 2 tầng 150 độ 30 phút. Tiếp theo mình có 200ml kem sữa tươi. Mình cũng sẽ cho vào đây một tí xíu muối. Rồi dùng máy đánh cho kem bông lên. À, nhớ là đánh kem bông mềm thôi, đừng đánh bông cứng quá nha. Phần hỗn hợp trà sữa nó đã lạnh rồi, mình trộn đều lên rồi cho hết vào kem sữa tươi. Tiếp tục dùng máy đánh cho kem bông đều lên. Mình thấy kem nó đã hòa quyện thành một màu trà như thế này là được rồi nè. Bông lan của mình sau khi nướng thêm 30 phút nó chín rồi, mình để cho nó thật nguội, rồi mình bọc một cái plastic lên trên như thế này. Nhớ bọc cho chắc để nó không bị bung ra nha. Phần kem trà sữa của mình nó mịn nè, nhìn ngon ghê ha. Mình sẽ cho hết phần kem trà sữa lên trên bánh. Đây là phần trân châu đường đen của mình nè. Mình vừa làm xong cái phần trân châu này với công thức không cần bột. Rồi mình cho hết phần trân châu này lên đây. Rồi mở phần plastic ra. Đáng lẽ mình chỉ nhấc nó lên thôi mà mình mở ra như thế này làm nó mất đẹp rồi. Mọi người nhớ là khi mở cái plastic mình cứ nắm rồi mình gỡ lên thôi, đừng có mở ra giống như mình nha. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong món bánh kem trà sữa trân châu, thơm lừng, béo ngậy. Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy clip hay, hữu ích thì hãy nhấn like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kyukado CP. Nhấn vào cái chuông để nhận được thông tin mới nhất từ kênh. Nếu có gì thắc mắc hay đóng góp ý kiến thì hãy comment bên dưới clip, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể.
Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hay hơn, hữu ích hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Sai go ma de mite kurete. Arigatou gozaimasu. Mata ne.